con ở bên trường cấp 3 là phóng sự, đang là phóng sự nhỏ về lịch sử địa phương á. Xong mai gặp bác để cho con phỏng vấn một đoàn. Cũng phải cảm thưởng. Dạ vâng, chào bác. Thì đầu tiên là con cảm ơn bác đã chấp nhận lời mời phỏng vấn của bọn con. Thì con muốn hỏi bác một câu là sau khi cảm nhận của bác sau khi quay lại chiến trường xưa sau một thời gian dài. Cảm nhận của các bác. Dạ. Các bác là những người đã từng chiến đấu ở Quảng Trị từ năm 1967, đầu năm 67 cho đến khi giải phóng Quảng Trị. Dạ. Thì các bác quay lại đây nhiều lần. Nay cũng một cái dịp để quay lại đây để tưởng nhớ lại những năm tháng mình chiến đấu ở đây, gặp lại những đồng đội cũ đây, rồi người trực tiếp là người ở Quảng Trị. Đấy, đồng đội của các bạn. Thế các bác này vào đây thì phải nói là thấy được, nhớ lại những năm tháng chiến đấu ở đây, về đây để thấy sống lại những để mường tượng lại, nhớ lại những trận đánh năm xưa và được gặp lại đồng đội cũ, các bác rất là cảm động. Dạ. Mà rất là vui cảm nhận cái đổi mới, cảm nhận cái đổi mới của Quảng Trị, thực sự đổi mới nhiều. Mà gần đây lại nghe là tới đây Quảng Trị có sân bay. À dạ, rồi có cũng có nghe tới đấy. Đấy là một cái điều mà chủ tịch thủ tướng nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà nay là chủ tịch nước anh đã công bố đã nói rồi, thì còn lấy điều mà rất mừng cho Quảng Trị được thay ra đổi thịt các kiểu khác nhau. Đứng lên đây. Đây là một không những Quảng Trị mà của cả đất nước. Các cháu là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Các bác chỉ mong cho các cháu này kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng Quảng Trị mảnh đất anh hùng rực lửa trong những năm chiến tranh, mà tới đây phát triển kinh tế, phát triển vượt bậc để nay mai các bác có chống gậy đi vào thấy được các cháu là những người chủ tương lai. Đây là một cái điều mà các bác rất mong muốn là như vậy. Này, chúc các cháu phát huy và giữ được cái truyền thống của cha ông mà xây dựng đất nước, xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển. Đấy là cái mong muốn của các bác. Dạ, cảm ơn. Thì con cũng chúc cho các bác có một chuyến đi hành trình ở Quảng Trị những sau những năm tháng qua lại đây thật là vui và ý nghĩa, và có thời gian thật là gọi là để có nhiều kỷ niệm nhất ở bên nhau trong những ngày qua lại đây. Thầy con cảm ơn. Các cháu ở trường nào nhỉ? Dạ, trường cấp 3 Gia Linh. 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 Gia Linh.